Chào mừng mọi người đã đến với câu chuyện khoa học của tôi. Vâng, tôi tên là Trần Nhật Trường, sinh viên năm 2, chuyên ngành quản trị kinh doanh, khoa kinh tế quản trị, đến từ trường Đại học Văn Hiến. Với sự đam mê nghiên cứu khoa học, trong việc tình cờ tôi gặp người anh phá trên chuẩn bị ra trường, tôi mới tiếp cận và làm quen. Sau một thời gian, tôi nhận thấy người anh phá trên có kiến thức và tư duy rất tốt. Tôi muốn ngỏ lời hợp tác, mở quán cà phê, kiếm thêm thu nhập, nhưng bị từ chối vì lý do kinh doanh không đơn giản, có rất ít người để thành công. Từ đó đã cho tôi một ý tưởng mới trong nghiên cứu khoa học. Năm nhất năm học 2020, tôi đã được học thầy thạc sĩ Trần Hữu Ái và cô thạc sĩ Cao Thị Thanh Trúc, người đã hướng dẫn phương thức chủ động để sinh viên chúng tôi có thể phát huy tối đa sự tự giác trong nghiên cứu, tìm tòi tri thức cùng với kiến thức của thầy cô truyền đạt. Thầy cô còn là người truyền cảm hứng cho tôi trong nghiên cứu khoa học. Với sự đam mê nghiên cứu khoa học, bản thân trình bày ý tưởng, nguyện vọng và mong muốn thầy và cô hướng dẫn nghiên cứu khoa học và đã được chấp nhận. Với ý tưởng của tôi, thầy và cô đã thống nhất nghiên cứu đề tài các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định khởi nghiệp của sinh viên mới ra trường tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi đã được chấp nhận, bản thân tôi đã tiến hành viết cơ sở lý luận và đưa ra bản thảo dưới sự hướng dẫn và đóng góp của thầy và cô. Câu chuyện tưởng như là đơn giản nhưng không hề đơn giản nhé các bạn. Để có số liệu nghiên cứu, bản thân phải đến trung tâm người học của trường xin giấy giới thiệu để đến từng trường đại học như là Đại học Văn Lang, Đại học Cô Tét, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh để khảo sát và lấy số liệu. Sau khi có số liệu khảo sát dưới sự hướng dẫn của thầy và cô, bản thân đã sử dụng phương pháp phân tích, so sánh, thống kê miêu tả, Compact Alpha, ESA và hồi quy tiến tính, mô hình nghiên cứu và giả thiết nghiên cứu, căn cứ vào hệ số beta chuyển hóa xác định được tầm quan trọng của các yếu tố tác động đến quyết định khởi nghiệp của sinh viên mới ra trường tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ kết quả nghiên cứu thực tiễn, bản thân đã đưa ra kết luận và một số kiến nghị. Như các bạn đã biết, khởi nghiệp kinh doanh qua việc tạo lập doanh nghiệp mới là động lực phát triển của nền kinh tế. Một nền kinh tế phát triển được là nhờ sự phát triển cả về số lượng, chất lượng của các doanh nghiệp. Nghiên cứu này nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của sinh viên mới ra trường tại thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, với đề tài các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định khởi nghiệp của sinh viên mới ra trường tại thành phố Hồ Chí Minh, mình hy vọng rằng đề tài sẽ có tác động tích cực đến việc thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của sinh viên mới ra trường. Vâng, câu chuyện khoa học của tôi đến đây là kết thúc. Kính chúc mọi người sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt.